triệu đô la. Đúng rồi. Đấy, ông chồng Tây nhà em nhiều lúc cũng hết hồn vì cái độ chịu chơi của dân Việt Nam mình các bác ạ. Chẳng là cuối tuần vừa rồi ấy, em có rủ ông chồng với cả đồng bọn là đi ăn sáng, nhưng mà quên nói là ăn sáng ở đảo Hoàng Gia, Vinhome Vũ Yên. Thôi thì mình nghèo nhưng mà mình tập sống sang, để sau này ấy, có giàu thì mình đỡ bỡ ngỡ các bác ạ. Đã đến đây rồi thì làm sao có thể quên đi tham quan cái học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia, Vinhome Horse Academy, theo phong cách Hoàng Gia nổi tiếng rầm rộ gần đây được. Vừa vào đến sảnh là hai cái ông kia kìa chìm đắm ở cái khu mà cho thuê đồ cosplay này ấy, cả tiếng không muốn ra rồi đấy. Đi đến cái shop bán đồ này này lại đứng đây thêm nửa tiếng nữa. Đúng là phong cách bộ trưởng bộ ngoại giao chưa? Đi đến đâu là giao lưu đến đấy. Mỗi tội tìm hiểu xong ấy, ông đi ra ông bảo là toàn đồ cao cấp quý tộc thôi vợ ạ. Vợ có cho tiền chồng đâu mà chồng mua. Đấy, nói nghe chán hẳn luôn chưa? Xong bây giờ thì mới là bất ngờ đây này. Đứng ở cái khu chuồng ngựa này ấy, ông chồng em ông bảo là cảnh này thật quen thuộc. Ta đã từng thấy nó ở đâu rồi. À dạ vâng, thì ở Anh chứ còn ở đâu nữa. Đã nói là học viện cưỡi ngựa Hoàng gia chuẩn châu Âu rồi mà lại còn nghe giới thiệu ấy thì mấy em ngựa ở đây thì cũng chỉ đáng giá bạc triệu thôi. Nhưng mà là triệu đô ấy. Trời ơi, hết hồn luôn. Ông chồng em ông còn chưa kịp hỏi xin để mua một em về đâu đấy. Suýt nữa thì quê nha. Mà ấy đúng là ngựa quý tộc nha các bác ơi. Các em ý nhá, ăn ngủ nghỉ này đều là có chế độ với cả có người chăm sóc riêng theo tiêu chuẩn châu Âu ấy. Chơi với ngựa chán chê rồi nhá. Thì mình lại đi chơi tiếp cái bộ môn quý tộc thứ hai chứ nhở. Và chắc chắn điểm đến tiếp theo đấy là Vingolf Golf Hải Phòng đây rồi. Em nghe nói đây là một cái sân golf linh duy nhất ở miền Bắc, sẽ là một trải nghiệm mới lạ với cả hai sân golf riêng biệt nhá. Là một sân 18 hố sân hồ này và 18 hố sân đầm lầy đấy. Sân này còn chiếu đèn nữa cho nên là các bác đến buổi chiều với cả buổi tối vẫn vui chơi thoải mái nhá. Em thì chịu cái món này thôi. Nhưng mà hai ông kia ấy về Hà Nội cái là rủ nhau đi tập golf tiếp, còn mua thêm cả dụng cụ nữa chứ. Ok, quốc đất chán chê rồi nhá. Thì ta lại về cái khu phố đi bộ để ăn uống nghỉ ngơi này. Lần sau đi chắc chắn là em sẽ mang theo nhiều đồ để sống ảo thôi, chứ không thể nào bỏ lỡ các góc đẹp như thế này được. Đứng ở đây mà cứ ngỡ như đang ở trời Tây các bác ơi. Mà nhá, các biệt thự ở đây còn có cả bãi tắm biển riêng sau nhà này. Cứ mỗi buổi chiều lại ra đây ngồi chiêu chiêu với cả gia đình thì cũng ok quá nhở. Đúng là nơi dành cho giới thượng lưu các bác ạ. Tiện ích thì không thiếu một thứ gì luôn, đáp ứng đủ mọi nhu cầu nhá. Toàn là các tiện ích cao cấp thôi ấy, từ sinh sống này, nghỉ ngơi này, ăn chơi rồi đến hưởng thụ nhá. Đúng kiểu mệnh danh là hòn đảo Hoàng gia các bác ạ. Công nhận là Việt Nam mình ngày càng đẹp và phát triển nhở. Bảo sao mà chồng em xin mẹ đi Việt Nam du lịch 2 tuần mà ở đến 6 năm vẫn chưa về các bác ạ.